Ok, chào bạn. Và đấu này mình sẽ phân tích để các bạn hiểu rõ hơn. Đối thủ Belarus đánh đánh Sicilian đi. Mình chơi nước E4 E5 nhiều rồi. Lần này đánh khác đi chút. Mình sẽ đánh biến Rus à đánh biến Svennikov. Nhưng mà đây thì trắng. Vậy trắng không đẩy tốt lên rồi. Lên mã. Ok, mình sẽ lên mã để tấn công con tốt này. Nước đẩy rất táo bạo. Đẩy tốt lên. Mã ăn lên. Ok, đẹp. Như vậy là mình đã bắt được hơn tốt trắng ngay từ khai cuộc. Bây giờ chúng ta xem là trắng sẽ đánh thế nào. Giữ mã. Ok, mình sẽ lên tốt để lên tượng. À, ghim rồi. Ok, cứ lên tượng sau đó là nhập thành. Lên tượng. Nhập thành không nhỉ? Ok, nhập thành đi. Bây giờ thì hơn một tốt. Chưa nói lên điều gì. Mình sẽ phải nhanh chóng phát triển quân. Sau đó thì lên hậu để thông hai xe. Xe sẽ chiếm cột C. Chúng ta thấy là cột nửa mở. Trước đó thì phải đẩy tốt để có thể phát triển tượng. Như vậy là trắng có vẻ muốn nhập thành ở cánh hậu. Ok, bây giờ mình cứ lên tốt để phát triển quân đã. Và xem là trắng sẽ nhập thành ở bên nào để có thể đưa ra cái chiến lược để tấn công. Belarus. Ăn đi. Tượng ngăn. Có vẻ như là trắng sẽ muốn nhập thành ở cánh hậu. Ok, tốt. A6 để kiểm soát ô B5. Nhập thành rồi. Vậy là đã nhập thành ở cánh vua. Đổi tượng. Giờ mình sẽ đổi quân một cách hợp lý, làm sao để đưa về cờ tàn. Mình sẽ có lợi thế hơn một tốt. Lên tượng. Có thể đẩy tốt này xuống. Ăn đi. Ăn hậu sang. Đẩy tốt xuống có thể là nước tiếp theo. Ok, mình sẽ về mã. Ra xe. Ok, phát triển hậu. Về mã. Ăn luôn. Ở đây mình ăn hậu lên để tấn công tốt này. Sau đó thì cũng lấy đường để phát triển tượng nữa. Lại lên mã. Sau đó sẽ ra xe để đuổi hậu.
Ok, về hậu thôi. Sau đó tượng mình sẽ được phát triển lên. Ok, phát triển tượng đi. Vào vua. Mình đưa xe ra chiếm cột nửa mở này. Trước mắt thì cũng trắng cũng chưa thể tấn công được. Nếu đưa hậu lên đây để kết hợp với tượng tấn công và tốt H7 thì mình sẽ đưa mã lên để chặn lại. Mọi thứ vẫn ổn. Lên hậu. Lên hậu. Lên hậu thì cũng chưa làm gì. Ăn luôn. Khá nhỉ. Okay, lại đổi thêm một quân mà không bị thiệt về thế trận. Ra tấn công tốt, chúng ta dễ thấy. Okay, mình sẽ ra xe để giữ lại. Vậy là có 3 quân để phòng thủ và 3 quân để tấn công. Bây giờ đẩy tốt đuổi mã đẩy hơi sớm quá. Nước đẩy hơi sớm quá. Ra hậu đây rồi đẩy có vẻ đẹp không? Nhưng mà không sao, mình vẫn bắt lại được một tốt. Nó là tốt ở C2. Sau khi trắng chạy mã. Vẫn có tốt thông. Cờ vẫn ổn, không vấn đề gì. Ăn tượng. Vào xe. Cờ này chúng ta cũng phải tính cẩn thận, không có thì sẽ hòa mất.
thuộc Belarus. Nước Belarus. Rồi. Đây, tốt xuống. Ở đây mình sẽ lên xe để đẩy tốt lên và lên đây cứ lần lượt như vậy. Đẩy tốt. Đẩy tiếp. Rồi, đẹp rồi. Bây giờ thì hai con xe của mình đã tự do rồi. Hai xe có thể tự do di chuyển vì hai tốt đã được vua bảo vệ. Bây giờ thì vua tiếp tục đưa lên và đẩy tốt xuống. Quân xe này thì sẽ được đưa ra F6 để chia cắt vua trắng, không cho vua trắng sang tiếp ứng. Đẩy tốt xuống. Ở đây thì trắng đẩy tốt xuống, mình sẽ không đưa xe này ra được. Tuy nhiên mình sẽ đưa này xe này sang. Vẫn mục đích là để chia cắt vua trắng. Ra xe, chiếu. Ok, chúng ta sẽ chặn nước chiếu của bên trắng. Đây, thế là hết chiếu. Lên vua. Ok, mình sẽ vào giữ quân tốt này. Sau đó tốt sẽ đẩy xuống và đẩy xuống. Vào xe. Lên xe. Trắng vừa đổi một xe lấy hai tốt.
Phòng hậu đi. Đây trắng sẽ xuống vua đây. Mình sẽ chiếu hết thế nào đây. Vào đây. Rồi đưa xe xuống. Chiếu đây. Lên vua. Chưa hết nhỉ. Hết giờ rồi, tính toán nó không chuẩn. Rồi.